Bà nó không video này dừng mở bị rụp biệp này cả upload rụp hiếp xe mẹp user chẳng xe mẹp user bỏ dưới như khuyên mình name, email, password ná bằng đây dừng ở toàn mình photo thì chẳng bởi dừng mơ nó không table user bỏ dưỡng dừng khuyên mình khả lầm name, bà email hay nâng password bằng tay ở mình rụp thọt thì chẳng nhằm chọn time rụp thọt mùi tiết chẳng nhìn chỗ một trong structure bỏ table lần máu nơi bật tỏa bị remember token chẳng create mùi tiết chẳng đã thả photo vô chỉ quả trái và pi rồi hạ sấp hơi xem vô viên nào là bỏ nát vì ai ọt rụp nắng nhưng chạy xe của máu bà chân default bà dân user dân cư admin rụp này ná ná admin rụp photo này cứ tự tề bà chân nó không create nó bây giờ dân cho tôi create user dân cho create dân toàn khơi miền field photo thì chân dân time field photo là mùi tiệt chân xem cho tôi không create bà chẳng được lại nếu dân khơi tha xem vô khẩn lầm mũi để miền bẩm buồn chẳng lại nếu cứ xem vô tại bẩm bẩm đế bà hơi à nếu cứ xem đặt về nơi hàng crowd nó không khát block vì lời rồi này quên nhá lại alert message bà chẳng những khơi khẩn lầm mũi nếu cứ dân đặt ném đặt email đặt password chẳng những bật thêm khẩn lầm mũi tiết nó sau pram call as pram khả lầm mới này cứ xem đã rụt thọt nhá xem copy email này mà và control C control V chân cái này này cứ rụt thọt cứ dùng đặt tha optional nhá photo chân này cứ dùng vô bấy này dùng vô vùng bốn hay dùng prime input type và này xem đặt photo input type chia file nhá và hay while you want to require này cứ dùng ảnh miễn tế và chấn ID hai đường ném nhằm đã thả photo ná xe mẹp dừng lọc chấn bên nhằm refresh chấn nhằm ban lại mới tiết xe mẹp dừng rửa rụt rồi nhé bà khẳng xác chấn ảnh xe mẹp vô thầm pi bà này cùng mọi về chấn ai bên nhé bà pi ok hai bên dừng rửa rụt nà mũi bây giờ rụp hiệp nào mũi á dừng ở về preview rụp mấy nó bị cào ná ở về preview rụp nó bị cào chẳng input type file này khi nhầm ở về vô tại sub này cứ image là cài mình thấy vô tại rụp màu đấy bà vô tại rụp hiệp về file để copy rụp hiệp cứ về add filter vô màu ấy ná bà giờ chọn filter ra máy viên load tài rụp với cái nhất lên desktop với admin rụp viên load màu thì chẳng dừng para sub image bà ok và to mà tiết nơi pi khẳng cám nhưng bà cả điều mối nè hơi khi em đặt style khi em đặt margin top khi em vô bằng 4 px nè hơi nơi khẳng cám này cứ khi em đặt rụp mùi img xem pra ID IMG nè SRC admin tế anh đi admin tế hay xem set with IV thì họ rồi thầy nè rồi thầy chân mình đây tham mạch mình đây tham đọc bê thì dân rơi rụp máu dân ở việc preview nó không nóng image này nè bà chân dân cho không index dân copy JavaScript này nó không index rồi bỏ user nó dân copy máu ở việc active menu về dân cho create á chúng bây giờ chơi create giờ khởi nhật active với nhé và chúng dùng paste đặt nó không create này càng crown nè reload má và chúng bị active rồi và to một tiết dùng bằng cách function mũi robot JavaScript function thì họ preview và anh ấy dùng đặt evt ok hai img anh ấy dùng là document get element by id img và chính xem chạp vô rụp IMG này cứ xem chạp vô rụp để miền ID IMG này nè và to mà tiếp nhầm set IMG.src set attribute bảo viết ở mà nâng và URL dot create object from URL và to mà EVT dot targets dot files zero nè ok hơi dừng hào function preview nó vô tập ra từ nè vô tập ra nực nóng input type file nè chân chúng đặt on chain
preview hoặc xem pass event là việc nhé. Ok, chúng xem reload mới, xem preview group mới nhé. Thì họ tiếp. Ok, trên những khởi việc ban preview group nó bị cào, thấy nhá? Và preview group nó bị cào. Chương này chạy tôi cho script tích tuổi nhé. Và chương những preview việc. Ok, chương ai cho xây bản này cứ event object. Và anh ấy create URL trên p file nhé. Đại dương bản select chỉ mùi nắng on chain event. Ok, bắt đầu một tiết dương thuốc cả upload về. Chúng muốn được upload dương tờ cài configuration file bởi file system tích dương cho một nông config nó khẳng cao một port hay dương mở file system. Chúng dương khởi nhờ default location public bởi vì cứ bị point tờ cài app public này. Chúng dương copy này mùi máu select public tầng ớt. Ctrl C máu, copy hỏi, Ctrl V ná. Hai dân cài này đã cho một tha custom dân đại của bạn đấy. Hai cái loại app này nè. Root storage part này cứ dân đặt cho cứ dân store nó nóng folder public nè. Folder public chân dân bàn profile xem là file upload đấy nè. Bàn chân và toàn một tiết dân cho nóng controller user. Hai dân mơ cái loại nhà function store này. Chân nó function store này dân thảo accept photo mùi tiết và except photo bằng tay lại nâng dương complete cả nà upload group á nó không form bỏ dưỡng cứ trao time encryption type ná encryption multi-part form data bởi dưỡng ọt đạn y tế cứ upload ọt chỗ đấy ná ọt chỗ thì chân không form dương thảo đạn này bàn chân nó không controller ní bây dưỡng chạp tình ní cứ dương thảo except password and photo trên bộ photo dương trao upload đời lại ná bạn ok. Và bắt đầu mà tiếp dân sạc xa if person ba request photo và kì rớt vô photo mà upload nút dân ban data photo cả lầm photo bao giờ nữa cứ smile tên là request file này photo cứ chung một input bao giờ hai dân pra function mũi cứ store nát store tên là tí tăng nè tí tăng upload user và hai dân pass custom profile bị chồn. Bạn đang tới dân cụ ai thợ bà này chân xong xa create user mùi tiết nhé create user ok test user test at gmail.com password mùi bị bấy chúm rơi cho rụp thọt mùi thì họ tệ tồn rụp chung mà này cho nhé open save hai dân tờ mơ nhé nó không đẹp bề dưỡng ta rụp bị chồn bà rụp chỗ dân khởi lại này miền nè hai dân mơ nó không project bỏ dưỡng ok dân mơ nó không webbase và public folder hai dân mơ nó không upload miền ấy user cho những khởi rụp này bạn upload hay rename chỗ ok bà bắt đầu một tiết cứ dân read vô mặt đạn nó không index hàng này nè cho những time column photo một tiết nó nơi bị hàng một kê này đặt column photo một tiết bị một ném cho những chỗ index và ok nơi bị một ném nhầm đặt th photo nè hay thì đi và cứ dân pra img nè asset và ok lại nếu dân đạm máu cứ you photo nè và nâng tất bàn này dân set with về mắt with the home paper nè dù bàn nâng bàn này chân dân refresh và chân dân user đây dân insert crowd kế cứ dân miền rụp tôi page mà phải bớt chân dân ai đã xam sập bấm bớt tiền thông tích nhá ok xam bớt tôi page dân ai đã đó xài sập ra mấy chân tớ và chân dân miền rụp mùi nhá rụp xài sập ra tôi page trong time đó hà buồn ok chân dân bàn rụp photo này mùi trồ nhá photo này mùi trồ là ok bạn chẳng hạn này cứ chưa được biết để dùng thuê cả upload rupee nhé cho nó không cần cam thì là được bao nhiêu nhé